Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con nhân dân, hòa chung với hàng triệu triệu người hâm mộ cả nước, phấn khích, hân hoan đến cuồng nhiệt trước thắng lợi của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á. Chúng ta có quyền vui mừng cho lần đầu tiên đạt thành tích vang dội của bóng đá nước nhà tại giải đấu U23 của châu lục. Chúng ta có quyền tự hào về một đội bóng cụ thể, về một tập thể cầu thủ cụ thể, về một huấn luyện viên cụ thể đã làm được những điều đầu tiên cho bóng đá Việt Nam. U23 Việt Nam đã thắng đội U23 Australia để vào tứ kết, đã thắng U23 Iran để vào bán kết và đã thắng U23 Qatar để vào chung kết. Và chúng ta quên đi tỷ số ở trận chung kết để khẳng định U23 Việt Nam vô địch giải trong trái tim của người dân Việt. Đó là sự thực lịch sử, và người hâm mộ nước nhà cũng là người đầu tiên trong lịch sử được sống trong thời khắc của những đầu tiên này của bóng đá Việt Nam do U23 đưa lại. Tối hôm nay, trên mảnh đất thị trấn Đức Thọ thân yêu, bên dòng sông La thơm mộng, chúng ta hân hoan chào đón, chúc mừng cầu thủ mang áo số 4 của câu lạc bộ của U23 Việt Nam, một người con của quê hương Đức Thọ thân yêu, đã thực hiện quả penalty ấn định chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Iraq để tiến thẳng vào trận bán kết. Và hôm nay chúng ta chào đón cầu thủ Bùi Tiến Dũng đã có mặt tại quê hương. Kính thưa quý đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, vui mừng phấn khởi ghi nhận thành tích xuất sắc của người con Đức Thọ, góp công vào thành tích của đội tuyển U23 Việt Nam, Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ đã có quyết định số 265 ngày 30 tháng 1 năm 2018 tặng thưởng cho cầu thủ Bùi Tiến Dũng. Sau đây, tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Võ Công Hàm, Bí thư Ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Thái Ngọc Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện lên tặng hoa và trao thưởng. Xin mời cầu thủ Bùi Tiến Dũng cùng bố mẹ cầu thủ cùng lên sân khấu để đón nhận. Chúng ta nhiệt liệt chúc mừng.
tất cả các nhà bảo là tất cả các khuyến khích thành tích của cầu thủ Bùi Tiến Dũng, các đơn vị đã có hoa quà chúc mừng gia đình và cầu thủ Bùi Tiến Dũng. Xin giới thiệu bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, giới thiệu công ty Sông La, giới thiệu cấp ủy chính quyền thị trấn Đức Thọ lên tặng hoa và quà cho gia đình và cầu thủ Bùi Tiến Dũng. Xin mời danh doanh nghiệp Quốc Toàn ở Trung Lệ. Bùi Hà Tĩnh cũng có món quà tặng cho gia đình và cầu thủ Bùi Tiến Dũng. Xin mời đại diện họ Bùi của Hà Tĩnh. Xin mời ông Bùi Hồng Lĩnh. Xin mời ông Bùi Hồng Lĩnh, đại diện rất dòng họ Bùi của Hà Tĩnh, lên tặng hoa cho cầu thủ và gia đình của cầu thủ. Sang góc thế này, sáng này.